Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Việt Đức. Trường Đại học Việt Đức Việt Nam Miss German University, viết tắt VGU, là trường đại học công lập được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. Hiện tại, tất cả các chương trình ở Đại học Việt Đức đều do hầu hết giáo sư từ các trường đối tác Đức giảng dạy và sinh viên sẽ nhận được văn bằng chính thức từ các trường đối tác Đức. Những chương trình hiện tại được chọn từ các ngành kỹ thuật mũi nhọn của Đức và được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được học môn tiếng Đức. Đối với một số ngành, những sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc có thể được chọn để học một thời gian ngắn tại Đức với mức học phí không đổi, hoặc được đài thọ làm thực tập ở Đức hoặc trong các công ty Đức ở Việt Nam. Lịch sử hình thành. Trường Đại học Việt Đức được thành lập vào tháng 3 năm 2008 trên cơ sở hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bang Hessen. Đức, năm học đầu tiên, bắt đầu từ tháng 9 năm 2008, có 35 sinh viên ghi danh chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên của VGU. Kỹ nghệ điện và kỹ thuật thông tin, giảng dạy bởi Trường Đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt. Từ năm 2009, Đại học Việt Đức cung cấp 4 chương trình bậc thạc sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Từ năm 2011, Đại học Việt Đức mở thêm 2 chương trình mới bậc đại học và 1 chương trình mới bậc thạc sĩ. Đại học Việt Đức nhận sự hỗ trợ đáng kể từ Liên minh VGU, một tổ chức phi lợi nhuận được xem là xương sống về mặt học thuật của Đại học Việt Đức. Liên minh VGU gồm 30 trường đại học Đức, trong đó có TU9, một hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Đức. Tháng 3 năm 2010, VGU thành lập trung tâm nghiên cứu trực thuộc đầu tiên, Trung tâm Nghiên cứu Vận tải Việt Đức đặt tại quận Thủ Đức. Đại học Việt Đức dự kiến thành lập 5 trung tâm nghiên cứu trực thuộc: giao thông, vận tải, cơ động và logistics, công nghệ năng lượng tái tạo và ánh sáng, phát triển đô thị bền vững, công nghệ xanh và quản lý tài nguyên, thay đổi đa dạng sinh học, khí hậu, công nghệ sinh học. Cơ cấu tổ chức, Đại học Việt Đức theo mô hình Đại học Đức về mặt học thuật và hành chính. Các ngành đào tạo bậc đại học có cử nhân kỹ thuật điện và công nghệ thông tin, cử nhân khoa học tài chính kế toán, cử nhân khoa học máy tính, cử nhân khoa học quản trị kinh doanh, cử nhân kỹ thuật cơ khí. Các chương trình đào tạo được hợp tác chặt chẽ với các đại học đối tác của Đức. Sinh viên đại học phải học 1 năm dự bị nhằm chuẩn bị tốt cho việc học chính khóa. Năm dự bị chủ yếu nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên, hầu hết do giáo viên bản ngữ phụ trách. Các môn học dự bị và đào tạo kỹ năng mềm, các mối liên hệ trong kinh doanh. 3 năm tiếp theo học chương trình cử nhân của Đức. Các Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Ngành đào tạo bậc cao học gồm có thạc sĩ khoa học tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính, thạc sĩ khoa học cơ điện tử và công nghệ cảm biến, thạc sĩ khoa học quy hoạch đô thị bền vững, hợp thạc sĩ khoa học giao thông vận tải, thạc sĩ khoa học hệ thống thông tin doanh nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thạc sĩ quản lý và kỹ thuật sản xuất toàn cầu Global Production Engineering and Management, tiến sĩ chuyên ngành phát triển đô thị bền vững, tiến sĩ chuyên ngành tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính, tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính. Tất cả các ngành đào tạo của trường đều có hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Đức như Đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt, Đại học Goethe, Frankfurt, Đại học Ruboculm, Đại học Otto von Guericke Magdeburg, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Darmstadt, Đại học Khoa học ứng dụng Heilbronn, Đại học Công nghệ Berlin. Năm học năm 2021 đến năm 2022, Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh sinh viên cho 7 ngành đào tạo theo 5 phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Phương thức 1, thi tuyển tổ chức vào tháng 5, kỳ thi đánh giá năng lực Testers do VGU tổ chức. Phương thức 2, xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông năm 2021. Phương thức 3, xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia. Phương thức 4, xét tuyển thẳng các thí sinh có các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bài thi năng lực quốc tế như Testers, SAT, IBD, IELTS, A-Level, IGCSE, WACE. Phương thức 5, xét tuyển học bạ, bảng điểm bậc trung học phổ thông, lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, đối với thí sinh sẽ tốt nghiệp từ các trường trung học phổ thông trên cả nước trong năm tuyển sinh. Thí sinh được phép tham gia nhiều phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân theo các mốc thời gian tuyển sinh và nhập học theo quy định cho mỗi đợt tuyển sinh. Đối với thí sinh tham gia dự tuyển bằng nhiều phương thức, kết quả trúng tuyển và học bổng cho từng phương thức được xác định độc lập với nhau.
yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào. Đối với tất cả các phương thức tuyển sinh, thí sinh phải thỏa mãn một trong những yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào như sau. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tương đương IELTS học thuật 5.0, TOEFL 42, IBT còn hiệu lực. Hoặc đạt ít nhất 71 điểm trong bài thi tiếng Anh onset, hoặc đạt ít nhất 7,5 điểm bài thi tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm tuyển sinh, chỉ áp dụng cho phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông 2021. Điểm trung bình môn tiếng Anh trong 3 năm trung học phổ thông đạt ít nhất 7,5, thang điểm 10. Điều kiện này chỉ áp dụng cho phương thức 5 xét tuyển học bạ trung học phổ thông. Miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào đối với thí sinh quốc tế đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức hoặc thí sinh tốt nghiệp các chương trình trung học phổ thông quốc tế giảng dạy và thi bằng tiếng Anh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.